Xin chào, tôi là Âu Việt. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình TV Shopping, chương trình mua sắm trên truyền hình mới nhất của kênh VTC6, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, trước diễn biến dịch bệnh phức tạp như hiện nay, thì nhu cầu tăng cường đề kháng bồi bổ sức khỏe đang là vấn đề hàng đầu được người dân quan tâm. Và một trong những giải pháp hỗ trợ tăng sức đề kháng cho trẻ hiệu quả mà Thu Trang và Âu Việt muốn chia sẻ đến quý vị, đó là sản phẩm sữa dinh dưỡng Modilac Lucia nội địa Pháp, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu Kim Yến. Chúng ta đều biết rằng sữa mẹ là thực phẩm tốt nhất dành cho trẻ nhỏ, và sản phẩm sữa dinh dưỡng Modilac Lucia là một trong những dòng sữa được người tiêu dùng đánh giá là có thành phần và hương vị giống với sữa mẹ nhất trên thị trường hiện nay. Vâng, sản phẩm sữa dinh dưỡng Modilac Lucia cung cấp axit béo thiết yếu, tiền chất của DHA và ARA, đồng thời bổ sung vitamin, khoáng chất giúp trẻ phát triển khỏe mạnh. Bên cạnh đó là prebiotic cung cấp chất xơ GOS và SOS hỗ trợ tiêu hóa cho trẻ khỏe mạnh, đồng thời bổ sung chất sắt ngăn ngừa tình trạng thiếu máu xảy ra ở trẻ nhỏ. Đặc biệt hơn nữa, với lượng lớn protein cải tiến là thành phần lactoferrin, một protein hấp dẫn với nhiều tác động có lợi, cũng là thành phần chính có trong sữa, đóng vai trò quan trọng nhất đó là tăng sức đề kháng cho người sử dụng trong thời kỳ dịch bệnh này. Quý vị biết không, lactoferrin được công nhận với nhiều chức năng như là hoạt động kháng khuẩn, tăng cường và trưởng thành đường ruột, điều hòa miễn dịch và chống oxy hóa, phát triển não bộ, điều chỉnh tăng trưởng xương, chống ung thư, vân vân, rất là tốt đấy. Và theo như Âu Việt được biết thì lactoferrin tự nhiên chỉ tìm thấy ở trong sữa mẹ và sữa của các động vật có vú. Đó cũng là lý do sản phẩm sữa dinh dưỡng Modilac Lucia được các mẹ bỉm sữa bình chọn là dòng sữa giống với sữa mẹ nhất, thưa quý vị. Và khi cơ thể bị tác nhân gây bệnh xâm nhập, lactoferrin là chất giữ vai trò truyền thông tin đến hệ miễn dịch, kích hoạt và tăng cường các phản ứng miễn dịch của cơ thể. Lactoferrin mang điện tích dương sẽ liên kết với các điện tích của các phân tử mang điện tích âm trên bề mặt các tế bào khác nhau của hệ thống miễn dịch, và điều này thì sẽ kích hoạt được con đường tín hiệu dẫn đến phản ứng miễn dịch. Và cũng chính nhờ những khả năng đó của mình thì lactoferrin trở thành một yếu tố miễn dịch rất quan trọng trong cơ thể, làm giảm khả năng phát triển của vi khuẩn, giúp bảo vệ cơ thể, đặc biệt là cơ thể còn non nớt của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Và ngay trên trường quay của chúng tôi đây chính là Modilac Lucia, dòng sữa đa dạng cao cấp đáp ứng toàn diện cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Từ sản phẩm sữa đặc trị cho bé như là chống dị ứng sữa bò, tiêu chảy cấp và không dung nạp đường sữa, trị nôn chớ, rối loạn tiêu hóa, nhẹ cân sinh non, đến các sản phẩm giúp bé phát triển thể lực và trí tuệ. Một thông tin hữu ích nữa cho các bậc phụ huynh, đó là sữa Modilac của chúng ta là thương hiệu đã có trên thị trường 30 năm nghiên cứu và phát triển bởi các nhà khoa học của tập đoàn Savencia Pháp. Hiện tại sữa dinh dưỡng Modilac Lucia có rất nhiều dòng sản phẩm khác nhau. Tuy nhiên, dòng sản phẩm Modilac Lucia số 1 và Modilac Lucia số 2 đang là hai sản phẩm có chứa lượng lactoferrin cao, có khả năng hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch và giúp đề kháng của bé khỏe hơn trong tình hình dịch bệnh này. Các mẹ có thể tham khảo ạ. Vâng, vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay liên hệ tới hotline 0909 220 083 hoặc truy cập vào website modilac.vn để sở hữu ngay sản phẩm sữa dinh dưỡng Modilac Lucia tăng cường đề kháng, bồi bổ sức khỏe cho con yêu và cả gia đình của mình ạ. Và đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã kết thúc rồi. Rất tiếc phải nói lời chào tạm biệt quý vị và các bạn. Ngoài dòng sản phẩm sữa Modilac Lucia ra thì chúng tôi còn có rất nhiều những sản phẩm phục vụ cho tiêu dùng và đời sống sẽ có mặt trong chương trình TV Shopping sắp tới đây. Hãy bật TV nhà bạn vào lúc 20 giờ tối thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.